Dạ, và chúng tôi tiếp tục cập nhật cái bản tin hôm qua khi mà coi như là toàn bộ tất cả những khách hàng ở Ukraine nói rằng là họ sẽ tẩy chay ngay cả công ty cũng vậy. Về ba cái công ty lớn là Pepsi, Coca-Cola, McDonald's cũng như là Starbucks. Thì hiện tại là những cái công ty này đang bắt đầu tạm ngưng hoạt động tại nước Nga. Thì Pepsi đã làm coi như là có mặt ở Nga cũng đã hơn 60 năm nay. Còn McDonald's thì cũng đã mở tiệm tại Moscow trước khi mà Liên Xô sụp đổ chỉ vài tháng, thì cũng vào năm 1991, thì bây giờ cũng thời gian cũng khá lâu. Và theo như là người giáo sư của Đại học Yale của Hoa Kỳ cũng đã nói rằng là danh sách cái công ty mà Hoa Kỳ rút và chưa rút khỏi Nga sau khi mà đã xâm lược Ukraine, thì ông đã coi cho công bố cái danh sách này. Thì trước vào chiều thứ ba vừa rồi thì công ty Coke vẫn còn là một trong những công ty rất nổi tiếng trên cái mà chưa rút ra khỏi hoạt động tại nước Nga, thì cũng đã bị lên tiếng chỉ trích và bị tẩy chay ở đây. Thì chúng ta cũng đã thấy rằng là Nga rất là một trong những cái nước rất là hiếm khi mà chấp nhận Pepsi, Coca-Cola là đối thủ của Coke để mà hoạt động mạnh hơn nữa. Thì trong cái báo cáo tài chính vừa rồi thì Coke cũng đã cho biết rằng việc kinh doanh của họ tại Ukraine và ở Nga cũng đã góp từ khoảng 1-2% doanh thu cũng như là lợi nhuận mà họ đã có được trong năm 2021 vừa rồi. Thì Pepsi loan báo sẽ ngừng bán Pepsi Cola, 7-Up và Miranda tại Nga, cũng như là sẽ ngừng đầu tư và tất cả những cái vấn đề mà quảng cáo tại đây cũng ngừng hẳn luôn. Và McDonald's cũng nói rằng là sẽ tuyên bố đóng cửa toàn bộ là 850 tiệm tại Nga vì do đã xảy ra cái vấn đề mà dùng từ hơi né một chút xíu, là do cái sự thống khổ của những người dân ở Ukraine. Thì trước đó thì chúng ta cũng đã thấy rằng là McDonald's đã không có hề lên tiếng và cũng không có chấm dứt để mà có thể mà dọn ra khỏi Nga. Chỉ chơi tới phiên mà coi như là bị lên tiếng rất là nhiều và bị tuyên bố rằng là tẩy chay, thì lúc đó McDonald's mới bắt đầu là có một cái sự là đóng cửa tại nước Nga hiện tại. Thì doanh số của McDonald's tại Nga và Ukraine là chiếm khoảng 2% doanh số trên cả toàn cầu luôn, trong khi cái doanh thu là chiếm khoảng 9% và lợi nhuận là được 3%. Và trong khi đó, một trong những cái tiệm cà phê khá nổi đình nổi đám của Hoa Kỳ, Starbucks, cũng đã nói rằng là tuyên bố sẽ tạm ngừng hoạt động của tại đây ở Nga. Ngay cả luôn cả vấn đề mà giao sản phẩm ra, họ cũng không có cho phép làm cái chuyện đó. Thì tổng giám đốc của Starbucks cũng đã viết thư và lên án cái cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine trong cái tuần rồi và đã chấm dứt như vậy. Thì đây là bốn cái công ty lớn nhất, Pepsi, Coca-Cola, McDonald's cũng như là Starbucks của Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu không có ủng hộ cho nước Nga nữa.